Xin chào quý vị và các bạn. Sự mở ra của vùng áp thấp nóng phía Tây là nguyên nhân khiến thời tiết Bắc Bộ sẽ ít mưa, ngày nắng nhiều và nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Bắc có xu hướng tăng nhẹ trong 1 đến 2 ngày tới. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ nằm gần vùng thấp này nên trời nắng nhiều, cục bộ có điểm lên đến ngưỡng 33 đến 34 độ. Sau đó, thời tiết sẽ có sự thay đổi từ đêm ngày 22 sang đến rạng sáng ngày 23 tháng 3 do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh từ phía Bắc di chuyển xuống. Không khí lạnh đi xuống trên nền thời tiết nóng ẩm sẽ gây ra sự xáo trộn mạnh, gây ra mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng. Lưu ý tại khu vực vùng núi và phía Tây Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Người dân sinh sống ở các khu vực này cần hết sức đề phòng. Cùng với mưa, dự báo mức nhiệt sẽ giảm đi nhanh chóng từ 8 đến 10 độ khiến cho trời chuyển rét nhẹ, với nhiệt độ trong ngày tại khu vực Trung Du Đồng Bằng chỉ dao động từ 18 đến 24 độ. Vùng núi thấp hơn, trời chuyển rét trên toàn khu vực. Đối với các tỉnh miền Trung, hai ngày tới trời nắng đều trên toàn khu vực khiến các tỉnh thành tại đây cũng có quá trình tăng nhiệt. Riêng vùng núi phía Tây, cục bộ có điểm chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Sau đó cũng từ đêm muộn ngày 23 tháng 3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa và nền nhiệt cũng giảm dần tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trời rét nhẹ với biên độ nhiệt trong ngày dao động từ 19 đến 26 độ tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và 20 đến 28 độ tại khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Lưu xuống phía Nam do rãnh thấp xích đạo vẫn đang duy trì hoạt động khiến cho mưa dông trái mùa vẫn gia tăng về chiều tối. Người dân cần cảnh giác với khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Mưa dông cũng phần nào khiến cho nhiệt độ khu vực phía Nam không tăng quá cao. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông từ khoảng đêm ngày 22 sang ngày 23 tháng 3, gió chuyển dần sang hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Bản tin thời tiết cuối ngày 20 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!